Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring của Sava, một là mẫu xe đạp full carbon từ khung đến bộ càng full carbon và chạy bù chuyển động Shimano Asiza với một đĩa, mỏng bánh là 27,5 inch, khung full carbon như các bác thấy trên hình. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì được lên từ carbon. Xe thì còn rất là mới và đẹp, hình như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể ở trên xe. Sava thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, SP550. Chạy bộ đùi một đĩa của Alivio Shimano, đánh 27,5 inch, Niobe vòng cuối lỗ. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Asiza với 9 service tương đương với là 9 đồng lít, bộ phanh dầu của Shimano. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe sẽ vào các bác đi từ khoảng 1 mét, số 1263 đến 7273 đi vào phù hợp. Giới thiệu nhanh qua đúng không, xe đạp Sava full carbon thương hiệu Đức đang bán tại cửa hàng, mức giá thì có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lấy nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.